Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em ra cái vườn bơ của em. Em đi làm ít cành bơ với cả trồng một ít dổi. Thì em cũng quay lại một số cái em quay lại cái clip để giới thiệu với các bác một số cây bơ của em. Thì các bác đấy là năm nay thì em biết được các bác là cũng trao đổi là năm nay bơ rất là khó đậu và ít quả. Đó. Bơ năm nay là ra hoa là khi mà ra hoa thì gặp mưa nên là không đậu trái. Em vừa rồi có đi một số cái vườn bơ rất là to và xanh tốt các bạn, 4 độ hồ rồi e neo cơm mừng nga, nhưng mà không nơi nào đậu trái cả. Ôi em mệt quá, các bạn thông cảm, nói hơi thều thào. Em vừa cuốc hố để em trồng một ít dổi. Thì trao đổi với các bác là bơ như em thì nó lại rất là sai, không biết thế nào, nhưng mà hay là trời cho không biết, hay là do cách làm của mình. Đấy, các bác xem nhá, dài lắm các bạn. Đấy, thì đợt trước em có nói các bác rồi đấy, em tỉa quả hết rồi, thì thưa hết rồi. Đấy, mỗi cái này chỉ có để một trái thôi, không có để trái kẹp đôi các biết gì cả. Đấy, thì thỉnh thoảng còn một hai quả chùm nữa, nó trên kia thì nó cao thì em không có cắt được thì thôi em cứ để luôn, còn bên dưới này thì em tỉa hết rồi. Đấy, các bác xem này, chắc là ngược sáng hơi tối tí các bác thông cảm nhá. Xả lắm các bạn. Đấy. Đấy, những cái bơ này thì em ghép cải tạo các bạn. Bơ này ghép cải tạo. Đấy, quả đây, quả này xấu thì ta bẻ đi. Đấy, xài lắm các bạn. Trên này nữa, độc quả nó quả thôi. Đấy, bác nào nói là năm nay bơ không có trái thì nhìn lại cây bơ của em thấy trời phú hay là do cách nào của mình hay thế nào, nhưng mà nó sai lắm. Đấy, các bạn thấy không? Độc quả. Đấy, cây này chắc phải có mấy trăm quả. Sơ sơ chắc cây này cũng phải có 200. 200 trái. Đấy, các bác xem theo. Nhiều quả chứ, đâu có mất mùa đâu. Đây, em sẽ quay cho các bác xem mấy cây chứ không phải một cây đâu nhé. Những cây nào ra quả năm nay rất sai. Thì các bạn nào, ui giời, bị trồng nhiều lắm. Quả rất đẹp các bạn. Quả bóng đẹp lắm. Đây này. Đấy, tầm này là đẹp ok rồi. Tầm này là khá muộn đấy. Bơ bút tầm này là bán là khả năng cũng muộn hơn tí rồi đấy. Đấy, đấy. Wow. Rất sai, cái này em phải trèo lên cây chắc sai lắm các bác nhé. Nhưng mà thôi cao quá em không trèo đâu. Đấy, thì em quay có xe xài lắm đấy. Trời kìa, độc quả nó quả thôi, cũng bị ngược sáng các bác thông cảm nhá. Hơi mờ một tí, thứ hai nữa là cái điện thoại thì nó không được nét lắm đấy. Đấy, các bác xem cây này phải có mấy trăm quả đấy, chắc nó phải 300-400 quả cái cây này, nhưng mà cái đến cái giai đoạn này là gần như là nó hết rụng các bác, thỉnh thoảng còn quả rụng thôi. Đấy, cái quả này là vẫn còn teo đây, nhưng mà tỷ lệ cực kỳ ít, gần như là đã hết dụng rồi. Bơ tầm trái như thế này là bắt đầu là chúng ta bón phân được rồi các bác nhá. Đấy, như thế này bắt đầu cho nó ăn phân này. Đấy, tầm như thế này là cho nó ăn phân được rồi, to hơn quả trứng gà rồi đấy, chắc còn bằng quả trứng vịt rồi. Tầm này là bắt đầu chúng ta cho nó ăn phân, nhưng mà cũng cho ăn vừa phải các bác nhá, đừng để sốc nhá. Đấy, còn tầm này bây giờ là phải cần để cho nó té phân cho nó, để nó nuôi quả rồi. Thứ hai nếu có thì cái phun này, phun phân bón quả lá. Đấy, đẹp tuyệt vời. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem một cây khác nha. Đấy, các bác có nhìn rõ không chứ em nhìn rõ lắm. Đấy. Đây. Em sẽ quay cho các bác xem một cây khác nữa. Vâng, đây là một cây bơ khác của em. Đấy. Thì nó tốt lắm các bác. Em bận quá em chưa tỉa cành được, nhưng mà nó nhiều quả quá. Giờ tỉa cũng không biết cành nào để mà tỉa nữa. Chắc vẫn phải trèo lên để cắt. Tuy nhiên thì thấy nó sai quá nên thành ra này nhiều khi cắt nhầm hết cả quả. Đấy các bác xem này, độc quả thôi. Đấy các bác nhìn. Đấy, đây em quay cho các bác xem, biết các bác có nhìn rõ không? Đấy, nét chưa? Đấy các bác thấy không? Nó phải đến mấy trăm quả. Đấy, ngược sáng các bác em xem. Đấy, quay các bác xem. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Sai thế này cơ mà. Đấy, trên kia tít trên kia kìa, độc quả thôi. Đấy. Đấy, quay vòng tròn nữa bác xem. Đấy, bơ năm nay em thấy nó cũng đậu chứ không phải là không đậu đâu. Cũng đi đủ trái cả đấy. Em không biết được các vùng các bác thế nào, nhưng mà bơ của em thì thấy vẫn đảm bảo được trái. Vẫn ok luôn, đấy.
Đấy, các bác xem. Đấy, các bác nhìn, nếu mà chúng ta nhìn tinh tí nhá, nhìn trái lắm. Đấy. Đấy các bác này. Đấy. Đấy, đủ chùm 3-4 quả đây. Úi. Rồi, ok. Được, 2 quả này là vừa tầm luôn. Bơ tầm này là bây giờ là gần hết dụng rồi các bác nhá. Tầm này bây giờ là chúng ta bón phân được rồi. Đấy. Bây giờ là chúng ta bón phân được. Nên là chúng ta cũng không cần phải sợ nữa là sợ là bón phân vào nó rụng nữa rồi. Tầm này nó ok rồi đấy. Đấy các bác xem. Quỷ xài lắm các bạn. Đấy, tốc quả không đấy chứ. Đâu phải là không có quả đâu. Em quay các bác xem cây khác nữa nhá. Vâng, giới thiệu các bác đây là cái vườn bơ của em. Đấy. Gồm cho những cái cây to rồi cây nhỏ. Thì vườn bơ này thì em trồng khá nhiều cái các loại giống. Đây như cây bơ bút này nè, năm tới là sẽ cho bói này. Đấy. Đây những dòng bơ bút này. Còn những dòng bơ mà nhỏ nhỏ kia kìa bác kìa. Đây em quay những cái dòng bơ này. Em bận quá này nè, chưa làm được quả tốt quá. Đây những dòng bơ như thế này là đây là bơ Cuba nhé. Đấy, đây là bơ Cuba. Đấy. Còn một số cái dòng bơ khác nữa. Đây, đây là những cây bơ bút. Những dòng bơ bút này thì sang năm của em sẽ bắt đầu là cho trái. Một số cây có bói nhưng mà cái tỷ lệ trái nó ít thôi. Không được nhiều. Đây, em trồng sen bơ Cuba này. Đấy, quả tốt quá, các bác thông cảm nhá. Người không chịu làm. Tuy nhiên thì cũng bận quá các bác ạ, làm đủ cái loại cây. Đấy, cái cây bơ này sang năm là tuyệt vời rồi. Cái này là em mới cái làm cành đợt trước nhá, chưa làm lại đâu. Đấy. Sắp tới em sẽ cắt tỉa nó đàng hoàng ngon lành. Thì cây bơ lúc nào cũng thông thoáng. Loại này thì mới cho bói thôi. Cây này thì cũng bói được mấy trái thôi. Đấy, kìa các bác quả kia kìa. Đấy, mới bói được ít. Cái cây này chắc được khoảng chục quả. Đấy, thì em tỉa cành thì cũng khá thông thoáng rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa phải là thông thoáng lắm. Còn tạo hình cho nó thành cái hình tròn đều kìa. Một số cành nó mọc ngược nó phá tán rồi. Còn đây là bơ Cuba. Đây các bác này, bơ Cuba này. Đấy, em chèm sống như sen mà. Hơi dày tí nhưng kệ nó bác. Được loại nào tan loại đấy. Đấy, Cuba thì nó cái tán nó nhỏ mà. Cuba tán nhỏ thôi. Sau này nó đeo quả thì tán nó rất là nhỏ. Bơ Cuba. Còn đây bên cạnh đây là bơ dít các bác nhé. Đây cái dòng bơ dít này. Đấy. Đây là bơ dít. Em đã làm một cái video nói riêng về giống bơ dít rồi đấy. Đây cái bơ của em phát triển rất tốt. Bơ trồng 2 năm mà đẹp quá trời quá đất. Đấy. Thì cái dòng này thì sang năm nó sẽ bắt đầu cho quả. Thì trong tất cả các dòng bơ trao đổi các bác là dòng bơ này là muộn nhất này. Ở vườn cây dãy này của em là có 6 sào. Tại sao các bác bảo sao trồng số lượng nhiều cây thế? Thì em trồng khá dày các bác. Em trồng thì khá dày. Đây bơ dít này. Đấy. Bơ dít vườn này tầm khoảng hơn 100 cây. Đấy, còn bơ Cuba thì em vườn này em trồng là 60 cây bơ Cuba này. Còn bơ bút thì chắc cũng khoảng hơn 100 gì đấy, 100 gì đấy cây. Bơ bút khoảng 100 cây gì đấy. Thì thỉnh thoảng em vẫn điểm vào một số cái cây bơ cái giống khác loại đấy bác nhá, để cho nó thụ phân chéo. Thì đây là cái giống bơ bơ hát này. Đấy, đây là cái giống bơ bơ hát Úc. Đấy. Lá tròn tròn này các bác này. Đấy. Cái bơ hát Úc em đan sen vào để cho nó thụ phấn chéo các bác nhá. Đấy, thì cái cây này mới trồng thì chưa có trái, còn đang bé mà. Đấy. Còn đây là bơ Cuba, em cứ sen đó là một cây bơ dít, một cây Cuba, một cây bơ dít. Đấy, một hàng. Còn là hàng này em sen lẫn là cái cây hàng bơ hát Úc. Vâng, thì còn một hàng là chạy là sen lẫn vào đó là cái bơ bút, một hàng bơ bút của em thì trồng trước, trồng lâu lắm rồi, bây giờ là năm thứ 3 thứ 4 rồi. Đấy, cái vườn của em thì nó chạy dài tít ở phía trên đi nữa. Đấy, phía trên đấy, phía trên qua cái xe máy các bác nhé. Đấy thì em cũng hôm nay ra vườn thì cũng tranh thủ quay lại một số cái clip để giới thiệu với các bác về cái mô hình bơ của em. Cỏ nhiều quá, cái này em chưa làm được. Sắp tới em phải thuê người để em vụt trong gốc, bên ngoài thì em tiến hành em phun. Đấy. Thì hôm nay em cũng trồng thêm một số cây dổi. Thì cây dổi thì em sẽ làm một cái video riêng về cái cây dổi cho các bác xem. Đấy. Thì đây bơ Cuba của em đây, bên kia là bơ. Thì trao đổi các bác là bơ Cuba thì nào cũng giống bơ là rất là ngon nhá. Em sẽ làm một cái video nói riêng về cái giống bơ Cuba để giới thiệu các bác, còn cũng giới thiệu sơ sơ về các bác xem được cái mô hình bơ của em. Đây em trồng tầm khoảng chục cây bơ hát ruộng này để cho sau này nó thụ phân chéo, còn lại thì chủ yếu là bơ dít với cả bơ Cuba với cả bơ bút.
Đấy thì cũng giới thiệu qua về cái mô hình của bơ của em như vậy. Thì nó chắc là xem ở trên này thì các bác nhìn thấy nó cũng cỏ thì có khi là tốt hơn bơ phải không? Nhưng bên ngoài thì bơ nó cũng khá tốt. Đấy. Thì những cái cây bơ này là năm thứ ba rồi. Đấy, sang năm thứ tư thì sẽ bắt đầu cho trái. Đấy. Em tạo cành thì em tỉa tán rất là thưa và thoáng. Đấy các bác nhìn thấy một cây bơ đấy, rất là thoáng nhé. Đấy. Đấy. Cỏ thì em chưa làm được, nghệ thì nó mọc lung tung trưởng đấy. Nghệ năm vừa rồi em rẻ quá em không đào được, thì năm nay nó mọc nhiều quá. Đấy các bác, đấy, sắp tới em sẽ cải tổ đi vườn này, làm cho nó sạch sẽ. Thì cũng xin cảm ơn chân thành, cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để nghe em thế nào nhỉ? Để nghe em chia sẻ cái mô hình làm của em về các cái giống bơ. Đấy. Thì cũng các bác ghé thăm thì cũng xin chân thành cảm ơn. Và các bác nhớ ấn đăng ký ủng hộ cho em nhé. Thì để chúng ta cùng nhau xem và cũng như là trải nghiệm những cái mô hình, những cách làm của từng người. Các bác nhớ comment bên dưới về cái cách làm của các bác nhé. Chê hay là khen hay gì đó thì tùy các bác. Đấy, nhớ chia sẻ cho em biết với. Vâng, xin chúc các bác sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt tất cả các bác nhé.